Hiệp 3. Hiệp 3 này là đội Mũ Viện sẽ ở gần màn hình. Bên kia là đội Xóm Quang Lạc. Nếu mà trận set 3 này đội nào thắng sẽ bước vào một trận tiếp theo. Điểm đầu tiên cho Mũ Viện, 1-0. Bạn sẽ xem đội Nam nhá. Quang Hải bỏ nhỏ rồi, thành công bật lót chưa được tốt của đội Mũ Viện. Đây là 3-1. Quang Lạc rất đẹp, đã giành 3 hoa rồi, rất là hay. Đội nào cũng muốn chiến thắng ở set này để bước vào những cái trận đấu tiếp theo. Bò nhỏ nhưng chiến thắng vẫn là đội Mũ Viện, hiện nay điểm số 4-3. Quang Vinh hất con, phòng thủ rất là tốt. Bên này rồi. Đấy. Rất là hay của cầu thủ Quang Hà Văn Anh. Quang thủ đánh giá không qua. Điểm số hiện nay là 5 hoa. Hỏi nhỏ rất là hay. Bây giờ Xóm Quang Lạng hiện nay lại lên dẫn điểm 1-5. Rất là tuyệt.
chính tính rồi, rất là hay. Đã chạm tay rồi, đổi điểm, sóng hoa. Quảng Đảng đang dẫn điểm. Phát bóng không qua của Văn Triều. Quảng Lạng hiện nay lại giành lên 2 điểm, 9 bài. Rất là hay. Văn Khanh, Văn Khanh đã vào vị trí của Văn Thơ. Tập bóng đẹp, đổi điểm 80. Sang phần ngoài mé sân, cầu thủ sóng Quang Lạng đã không cứu được và hiện nay điểm số 90 rồi. Cần san bằng tỷ số. Văn Đức. Ngoài rồi. Quang Hải còn gọi là Hải Bún đã đánh bóng ra ngoài, rất là tiếc. Cái này đã san bằng tỷ số là 10 hòa. Vẫn là Văn Hải. Văn Hải tiếp tục đánh bóng ra ngoài sân, 2 quả liên tiếp. Bên sau rồi, bò nhỏ, chưa được. Đúng được rồi, Văn Bình đã bò nhỏ thành công. Đem lại số điểm hiện nay là cách biệt 2 điểm, 12-10. Đã phát bóng ra ngoài rồi. Thank you.
Nay đội hiện nay đổi sân, Hoàng Lãng sang gần màn hình, đội Mũ Biển sang bên kia rồi. Điểm số hiện nay 13-11. Ban tổ chức sẽ cho đánh 3 set. 3 đánh nhỉ. Thắng 2. Chiều mà là Văn Vinh. Điểm số 14-12. Rất thang say. Phát bóng này ra ngoài rồi. Đổi điểm cho Văn Lạc. 13-14. Văn Anh. Văn Anh nhỏ nhỏ không thành công. Mười lăm, mười ba. Điểm số đã rút ngắn rồi, 14-15. Vẫn là Văn Anh, cầu thủ mặc áo số 25 của đội. Rất hay, không có cầu thủ nào chắn ở pha mà đánh vượt qua. Văn Đức đã làm mưa làm gió. Cầu thủ Văn Khanh vừa bay về, vừa bay về sáng nay. Lít lại ra ngoài rồi. Điểm số hiện nay 15-16. Ở set đấu thứ ba này rất là khó đón, chưa biết đội nào giành chiến thắng ở set đấu này. Ngang tài ngang sức. Tuy nhiên đội xóm Quảng Lãng đã truyền hai là không được. Quang Lãng đã bị đối. Điểm số hiện nay là 18-16. Rất là đẹp. Hiện nay hai đội phải nói là sát điểm. Yeah!
điểm rồi. Rút ngắn tỷ số là 18-19 cho đội Quảng Lạc. Mà đội nữ hiện nay hai đội cũng đánh rất là hăng say. Đội nữ hiện nay là đội Xóm Đôi và đội Xóm Dương. Hai đội phải nói đánh rất là hay. Điểm số hiện nay là 5-3 đang nghiêng về đội Xóm Đôi. Chiều tối mát trời hiện nay các cầu thủ cũng như là cổ động viên đến đón xem cổ vũ cho các đội mà rất là mạnh. Hiện nay đội nam hiện nay đang tạm dừng để hội ý. Hiện nay là đang là 19 hòa, đúng không? 19 tiêu. 19 hòa. Đó nào. Thời gian hội ý của đội nam hiện nay đã kết thúc. Chưa biết đội này chiến thắng ở trận đấu này. Đội Mù Miệng phát bóng. Quang Thị. Bật tay chắn ra ngoài thôi. Sát điểm nhau là 20 hòa. Bây giờ 20 hòa rồi. May cái đội Xóm ấy là phát bóng là thông qua. Được thêm một điểm cho đội Mù Miệng. 21-20. Tranh giành từng điểm. Hiện nay là 23-21. 2 điểm nữa là chiến thắng. Mà 2 điểm nữa thì Xóm Quảng Lạc sẽ đuổi bằng điểm. Bây giờ đến lượt Mù Miệng phản công rồi. 24 rồi. Còn 1 điểm nữa thôi. Mù Miệng sẽ giành chiến thắng ở set đấu thứ 3. Bây giờ đã chịu kết thúc quả này chưa? Quả nhỏ rồi. Đánh bóng không qua lưới. Ở set đấu thứ 3 này là Mù Miệng thắng đội Quảng Lạc 25-21. Tỷ số thắng chung cuộc là 2-1.